đang đến với bản tin Văn Hiến số 7 tháng 10 năm 2016 được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông và sự kiện trường Đại học Văn Hiến. Trong số này thì Kim Thành và Hải Triều sẽ đồng hành cùng các bạn nhé. Triều. Cái gì? Lâu ngày gặp Triều, Thành thấy vui quá à. Ủa sao vậy? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Thành học chung lớp với Triều mà ngày nào chả gặp, sợ dễ sợ. Thì Đạt chỉ nói vậy thôi mà, tại vì Thành thấy mới tháng trước quay, bây giờ quay nữa rồi đó. Nhanh chứ sao không? À đúng rồi, Kim Thành nói thì hẹn Triều mới để ý. Rõ ràng là tháng trước thôi thì các bạn tân sinh viên vào trường với rất nhiều bỡ ngỡ. Vậy mà giờ đây thì các bạn phải chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ rồi. Trời ơi, học bài nè, làm tiểu luận nè, ôn tập nè, làm bài tập quá trời nhiều luôn á. Nghe tới thi thôi đã sợ lắm luôn. Cắt, hãy chịu diễn sâu quá rồi. Ngay bây giờ để không làm mất thời gian của các bạn thì chúng ta hãy điểm qua những hoạt động trong tháng 10 vừa qua nhé. Sáng ngày 9 tháng 10 tại phòng DHT001, cơ sở 613 Âu Cơ, khoa kỹ thuật công nghệ trường Đại học Văn Hiến đã diễn ra buổi gặp gỡ chào đón tân sinh viên khóa 2016. Đây là dịp để lãnh đạo phòng khoa giao lưu, giải đáp những thắc mắc, tâm tư nguyện vọng của tân sinh viên khi theo học, cũng như giúp cho các bạn sinh viên mới làm quen với các hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm tại trường. Đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên khóa trên gặp gỡ tân sinh viên mới vào trường, giúp các bạn xích lại gần nhau hơn. Ngoài ra, buổi lễ cũng đã khen thưởng cho các sinh viên có thành tích hoạt động, phong trào học tập tốt. Đáp lại tình cảm của những thầy cô và các anh chị sinh viên khóa trên, dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng các bạn đã rất hào hứng với các hoạt động của buổi gặp gỡ. Chương trình gặp gỡ từng sinh viên khép lại với niềm vui và đáp ứng được kỳ vọng của các bạn khi tham gia. Sáng ngày 6 tháng 10 tại cơ sở 613 Âu Cơ đã diễn ra chương trình hiến máu nhân đạo, kết nối trái tim, kết nối sự sống do Hùng Hậu Holdings phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Phú Trung, quận Tân Phú tổ chức cho tất cả các cán bộ nhân viên cùng các giảng viên và sinh viên trường Đại học Văn Hiến. Đây là hoạt động thường niên, thu hút hàng ngàn sinh viên và cán bộ nhân viên, giáo viên trường Đại học Văn Hiến hàng năm. Hoạt động này luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của sinh viên trường trong những năm qua, vừa tôn vinh truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, vừa thể hiện bầu nhiệt huyết, sẵn lòng sẻ chia của sinh viên trường Đại học Văn Hiến đối với cộng đồng. Ngay từ sáng sớm, các bạn sinh viên đã tập trung đông đủ tại sân trường để tham gia hiến máu. 250 đơn vị máu thu được đã thể hiện tấm lòng tương thân tương ái của cán bộ nhân viên, giáo viên và sinh viên trường Đại học Văn Hiến dành cho những người bệnh nhân kém may mắn đang cần sự giúp đỡ của xã hội. Chị có cảm thấy là các bạn sinh viên trường Đại học Văn Hiến của chúng ta cực kỳ năng động luôn không? Chúng ta sử dụng từ cực kỳ năng động là đúng rồi đó. Vì các bạn sinh viên tham gia rất nhiệt tình và vô cùng sôi nổi ở các chương trình. Còn trường Đại học Văn Hiến thì luôn tạo điều kiện và những chương trình vô cùng hấp dẫn và thú vị để các bạn sinh viên tham gia. Ngoài việc các bạn học hỏi, trau dồi kỹ năng mà các bạn còn được vui chơi và giải trí. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2016, tại hội trường và phòng DBH005, cơ sở 613 Âu Cơ đã diễn ra hội thảo khoa học sinh viên trường Đại học Văn Hiến lần thứ 9 năm 2016. Đến tham dự buổi hội thảo có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Giám đốc điều hành phụ trách đào tạo, thầy Đặng Thanh Vũ, Giám đốc điều hành phụ trách sinh viên và hợp tác đào tạo, thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà, trưởng phòng quản lý khoa học, cùng các thầy cô là trưởng các khoa phòng ban chức năng. Với phương châm thành nhân trước khi thành danh, hội thảo khoa học sinh viên luôn được nhà trường quan tâm và chỉ đạo sát sao. Cho đến nay, trường đã tổ chức 8 hội thảo khoa học sinh viên thành công. Đến hẹn lại lên, hội thảo năm nay có 23 đề tài nghiên cứu, đạt chất lượng được đăng trong kỷ yếu. Các đề tài năm nay phong phú đa dạng về lĩnh vực. Ở mỗi lĩnh vực, các vấn đề nghiên cứu đều mang tính mới với những vấn đề được cả xã hội lẫn giới nghiên cứu quan tâm. Các kết quả nghiên cứu cũng đã phần nào thể hiện sự nỗ lực của sinh viên trong hành trình chinh phục tri thức. Tin rằng với những thành quả nhất định này sẽ là bước đệm giúp các bạn sinh viên có thêm kinh nghiệm cũng như sự tự tin để tiếp tục con đường phía trước.
Tối ngày 23 tháng 10 tại hội trường DHT001 đã diễn ra chương trình Halloween do câu lạc bộ doanh nhân Bản Lĩnh tổ chức. Đây được xem là chương trình thường niên của câu lạc bộ doanh nhân Bản Lĩnh và được tổ chức vào những ngày cuối tháng 10 hàng năm. Chương trình được dàn dựng một cách công phu và hoành tráng, từ khâu chuẩn bị tổ chức đến biểu diễn. Xuyên suốt chương trình là không khí háo hức, sôi động, hồi hộp và sự bùng nổ của hơn 600 bạn sinh viên. Chương trình đã diễn ra thành công và để lại cho các bạn sinh viên nhiều ấn tượng khó quên. Những ngày vừa qua, thiên tai mưa bão đã gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung. Nhiều ngôi nhà bị sập, ngập nước, diện tích lúa và hoa màu thiệt hại lên tới hàng ngàn hecta, sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông bị đứt đoạn. Trước tình hình nguy cấp đó, Trường Đại học Văn Hiến đã tổ chức quyên góp ủng hộ miền Trung. Với sự ủng hộ nhiệt tình của các khoa, các lớp, các câu lạc bộ và các cá nhân, nhà trường đã quyên góp được tổng số tiền là 68.317.500 đồng, 97,5 kg gạo, 44 cái ba lô, túi sách, 29 cái túi xúc, 300 cái áo phông mới, 45 cái nón, 146 cuốn tập sách, 137 cái bóc viết, 98 thùng mì gói, 1 thùng mì ly, 1 thùng phở gói, 2 thùng cháo gói, 3 thùng sữa cùng quần áo cũ và các loại gia vị khác. Chiều ngày 16 tháng 10 vào lúc 13 giờ tại hội trường DHT001 cơ sở số 13 Âu Cơ đã diễn ra chương trình Hòa chung nhịp đập do câu lạc bộ công tác xã hội trường Đại học Văn Hiến đăng cai tổ chức. Đến với chương trình có sự tham dự của thầy Đặng Thanh Vũ, giám đốc điều hành và phụ trách sinh viên, chị Lê Thị Thủy, cựu thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ công tác xã hội trường Đại học Văn Hiến, chị Nguyễn Thị Thiên Nga, chủ nhiệm câu lạc bộ công tác xã hội, anh Phạm Hải Đăng, đội trưởng trường Đại học Công nghiệp, anh Hồ Sĩ Tiến, đội trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải và đặc biệt là sự tham gia của hơn 200 bạn sinh viên hiện đang là thành viên, cộng tác viên của các câu lạc bộ công tác xã hội đến từ các trường Đại học Văn Hiến, Đại học Công nghiệp, Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Nối tiếp thành công của lần 1, câu lạc bộ công tác xã hội trường Đại học Văn Hiến đã tiếp tục tổ chức chương trình Hòa chung nhịp đập lần thứ 2. Đây đã trở thành chương trình thường niên của câu lạc bộ với mong muốn giao lưu học hỏi và kết nối các câu lạc bộ công tác xã hội đến từ nhiều trường đại học khác trong khu vực. Chương trình lần này đã diễn ra trong không khí náo nhiệt, sôi nổi trẻ trung nhưng cũng không thiếu những giây phút lắng đọng, bồi hồi cảm xúc của những trái tim thiện nguyện. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2016, tại khuôn viên số 13 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Trường Đại học Văn Hiến long trọng tổ chức chương trình Ngày hội sinh viên Văn Hiến. Chương trình được chia làm hai phần, lễ khai giảng và đêm gala tự hào sinh viên Văn Hiến. Tham dự lễ khai giảng, về phía khách mời có sự hiện diện của ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng Giám đốc đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại phía Nam, ông Phạm Thiên Kha, Phó Bí thư Đảng ủy khối các trường cao đẳng đại học trung cấp chuyên nghiệp thành phố, bà Titi Tuyết Nhung, trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó trưởng phòng BA83 Công an thành phố, ông Lương Thanh Tòng, đội trưởng đội an ninh giáo dục phòng BA83 Công an thành phố, bà Thái Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Trung, giáo sư Nguyễn Công Thành, đại diện trường Đại học Assumption Thái Lan, ông Fujita Koji, tổng giám đốc công ty Lamha Japan, ông Hoàng Ngọc Quang, giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Sacombank, ông Đào Văn Lương, phó giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú. Về phía Hùng Hậu Holding có ông Trần Văn Hậu, chủ tịch hội đồng quản trị, ông Trần Đức Dũng, giám đốc điều hành, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, giám đốc điều hành, ông Đinh Hải Hồ, giám đốc điều hành. Về phía lãnh đạo nhà trường, phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thiện, hiệu trưởng nhà trường, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, giám đốc điều hành, chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, ông Trần Hương, giám đốc điều hành, ông Đặng Thanh Vũ, giám đốc điều hành và đội ngũ giảng viên, nhân viên, quý quan khách danh dự đến từ các cấp quản lý, ngành giáo dục và địa phương, từ các tổ chức kinh tế, xã hội, giáo dục trong và ngoài nước, phóng viên báo đài cũng như các sinh viên đang học và 2.773 tân sinh viên cao đẳng, đại học đang bước vào học tập và rèn luyện tại trường.
Trong năm học qua, số lượng sinh viên theo học tại trường Đại học Văn Hiến tăng 30% so với năm trước đó. Chất lượng đào tạo và học tập của sinh viên ngày càng tăng với gần 30 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, 14 đề tài nghiên cứu do sinh viên, nhóm sinh viên thực hiện như cuộc thi Eureka lần thứ 17 năm 2015, Lương Văn Can, Startup Wheel và các cuộc thi khởi nghiệp khác. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Thiện, Hiệu trưởng nhà trường, đã báo cáo những thành quả mà trường đạt được sau chặng đường 19 năm thành lập và phát triển, nhấn mạnh sự tăng trưởng số lượng sinh viên khá giỏi trong những năm gần đây, cũng như tỷ lệ sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp từ trường đạt ngưỡng 79%, minh chứng tính hiệu quả của việc tổ chức học tập và quản lý đào tạo của trường Đại học Văn Hiến đã được xã hội đánh giá cao. Cũng trong buổi tối cùng ngày, trường Văn Hiến cũng tổ chức đêm gala tự hào sinh viên Văn Hiến. Chương trình đặc sắc hấp dẫn với các giải thưởng là Samsung Galaxy Tab 3, laptop Dell Vostro 3459, Honda Vision và cũng là dịp để các thế hệ sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Tham dự đêm gala, về phía Hùng Hậu Holding có sự hiện diện của ông Trần Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Trần Đức Dũng, Giám đốc điều hành, ông Đinh Công Viễn Phương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hùng Hậu, bà Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Nhân sự Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu. Về phía lãnh đạo nhà trường, có sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Giám đốc điều hành, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, thầy Đặng Thanh Vũ, Giám đốc điều hành. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của các đại diện, cơ quan báo đài, luật gia, thạc sĩ Hải Thanh, Tổng biên tập báo điện tử Tiêu dùng 24 giờ, ông Huỳnh Quốc Thắng, Tổng biên tập báo điện tử Sao và Sự kiện, và hơn 3.000 sinh viên của trường Đại học Văn Hiến. Thay mặt ban lãnh đạo nhà trường, thầy Đặng Thanh Vũ, giám đốc điều hành và phụ trách sinh viên đã phát biểu khai mạc chương trình gala và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với các vị khách quý, các vị đại biểu. Bên cạnh đó, thầy đã gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn tân sinh viên đã gia nhập vào ngôi nhà chung Văn Hiến, nơi chấp cánh những ước mơ. Gala tự hào sinh viên Văn Hiến được chia thành 3 chương với nhiều ý nghĩa khác nhau: hoài bão, chinh phục và thành công. Theo đó, các bạn sinh viên Văn Hiến đều có những ước mơ, hoài bão của riêng mình và sẵn sàng chinh phục mọi khó khăn để đi đến được thành công. Trường Văn Hiến sẽ là nơi nuôi dưỡng và chấp cánh những ước mơ của các bạn thành hiện thực. Đêm gala còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ trẻ đang hot hiện nay như Bích Phương, Trúc Nhân, Trang Pháp, Unify, Thủy Tiên, Tiến Dũng và đặc biệt là Đào Duy và Minh Dự đều là những người con trưởng thành dưới mái nhà Văn Hiến đã mang đến cho tất cả các bạn sinh viên một đêm hội khó quên. Kim Thành nè, không biết là trong tháng vừa qua thì trường của chúng ta có những hoạt động gì? Muốn biết phải không? Bây giờ hãy cùng điểm qua những hoạt động của trường chúng ta trong tháng vừa qua nhé. Sáng ngày 1 tháng 10 tại phòng BBH104 và BBH109, cơ sở 624 Âu Cơ, khoa Kinh tế trường Đại học Văn Hiến đã tổ chức hội thảo định hướng nghề nghiệp trong thời kỳ hội nhập nhằm xây dựng chương trình đào tạo mang tính khả thi, ứng dụng cao vào thực tiễn công việc cũng như tạo điều kiện cho sinh viên được rèn luyện kỹ năng tham gia các chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế, định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Tại buổi hội thảo, các diễn giả đã giới thiệu về thị trường lao động cũng như nhu cầu doanh nghiệp về các ngành đào tạo chất lượng cao hiện có ở trường Đại học Văn Hiến, bao gồm ngành quản trị chuỗi cung ứng, quản trị doanh nghiệp, thủy sản, kinh doanh quốc tế và ngành kế toán. Ngoài ra, các bạn đã được các chuyên gia chia sẻ sự khác biệt giữa các chương trình đào tạo và chất lượng cao cùng các chương trình giảng dạy thông thường hiện nay. Ngày 8 tháng 10 năm 2016 tại phòng DBH007, Viện Đào tạo sau Đại học Trường Đại học Văn Hiến đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 44 học viên cao học ngành văn học Việt Nam khóa 2. Đến dự buổi lễ, đại diện Trường Đại học Văn Hiến có sự tham dự của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Giám đốc điều hành phụ trách đào tạo, thầy Trần Lâm Vũ, Viện trưởng Viện Đào tạo sau Đại học. Buổi bảo vệ luận văn được điều hành bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị An, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Trường Phát cùng các thầy cô khác với vai trò là phản biện, ủy viên thư ký của các hội đồng chấm đề tài. Sau khi nghe phần trình bày của các học viên, hội đồng đã có những đánh giá về luận văn và đặt câu hỏi cho các học viên. Các luận văn có hình thức phù hợp với chuyên ngành đào tạo, luận văn có tính thời sự và ứng dụng cao, giải pháp giàu tính học thuật và có tính khả thi.
Kết quả nghiên cứu của các đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho các học viên khóa sau. Bên cạnh những ưu điểm, một số luận văn còn có một số hạn chế trong cách phân bổ dung lượng giữa các tiểu mục, thiếu tính nhất quán giữa tên chương và tên gọi đề tài, chưa bổ sung đủ các tài liệu tham khảo, các học viên sẽ được thực hiện bảo vệ 44 đề tài trong 3 ngày, đợt 1 từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 9 tháng 10, đợt 2 từ ngày 16 tháng 10 năm 2016. Hội đồng chấm luận văn cùng các giáo sư tiến sĩ đầu ngành từ các trường đại học trên toàn quốc. Vừa qua, ngày 2 tháng 10 năm 2016, tại hội trường số 13 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình hội nghị tổng kết công tác đoàn hội và phong trào thanh niên sinh viên năm học 2015-2016 và tổng kết chiến dịch mùa hè xanh năm 2016. Năm học vừa qua đã đánh dấu sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của ban chấp hành đoàn trường, ban chấp hành hội sinh viên, đôi khi có những thành công, có những thất bại, những khó khăn thiếu sót. Thế nhưng tổng hợp lại, đoàn thanh niên hội sinh viên trường Đại học Văn Hiến đã hoạt động hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao và chiến dịch mùa hè xanh gần như là hoạt động cuối cùng của đoàn hội. Dù kết thúc chiến dịch hơn 2 tháng, nhưng có lẽ mỗi kỷ niệm, niềm vui, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trong các chiến sĩ mùa hè xanh trường Đại học Văn Hiến năm 2016. Đây là giải đấu với 15 đội mạnh từ các câu lạc bộ của thành phố Hồ Chí Minh chia làm 4 bảng đấu. Đại học Văn Hiến đã vượt qua các vòng đấu một cách xuất sắc và giành chức vô địch mùa giải năm 2016. Cầu thủ Mai Minh Tuấn đã ghi 10 bàn trong suốt giải đấu và nhận danh hiệu vua phá lưới. Hangul là lễ hội chữ Hán được tổ chức hàng năm tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với sự tài trợ của Korea Foundation, Viện Văn hóa Hàn Quốc, Tập đoàn Nông sản Thực phẩm Hàn Quốc, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA nhằm tôn vinh thành quả sáng tạo văn hóa của Hàn Quốc, đồng thời vinh danh Đức vua Sejong vì sự đóng góp lớn lao của ông trong việc sáng tạo Hangul. Lễ hội có rất nhiều phần thi và sự tham dự của nhiều trường từ đại học, cao đẳng, có ngành Hàn Quốc học trên địa bàn toàn thành phố. Tại ngày hội, sinh viên ngành Hàn Quốc học khoa ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài đã giành được nhiều giải thưởng như một giải nhì và giải khuyến khích phần thi viết thư pháp, một giải khuyến khích phần thi gương mặt thân quen phiên bản Hàn Quốc và một giải khuyến khích phần thi trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc. Các bạn ơi! Ủa, mà Kim Thành đâu rồi? Đang dẫn chương trình tự nhiên mất tiêu à? Hey, nhưng mà không sao, chúng ta đã điểm qua các hoạt động của tháng 10 rồi. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các hoạt động của tháng 11 các bạn nhé. Tháng này. Còn bây giờ thì Kim Thành, Hải Triều xin chào và hẹn gặp lại.